Kia K5GT Line 2022, đối thủ của Toyota Camry 2.5Q đã có mặt tại Việt Nam. Kia K5GT Line 2022 đã chính thức có mặt tại các đại lý chính hãng Việt Nam. Sự hiện diện này khiến các đối thủ khác cùng phân khúc sedan cỡ D như Toyota Camry 2.5Q hay Mazda 6 2.5 Signature đều phải toát mồ hôi. Sau khi ra mắt 2 tháng, Kia K5 thế hệ mới đã chính thức có mặt tại các đại lý chính hãng trong nước. K5 2022 sẽ bao gồm 3 phiên bản: 2.0 Luxury, 2.0 Premium và cao cấp nhất là 2.5GT Line. Cạnh tranh trực tiếp với hai ông trùm phân khúc D là Camry 2.5Q và Mazda 6 2.5 Signature. Về ngoại hình, Kia K5 thế hệ thứ 3 này sở hữu diện mạo thể thao và hiện đại hơn. Lưới tản nhiệt tràn viền hình mũi hổ đặc trưng. Khu vực cản trước K5 tích hợp loạt cảm biến cùng hệ thống camera 360 độ. Kia K5 2022 có kích thước tổng thể nhìn hơn đối thủ Toyota Camry ở mức lần lượt là 4905x1860x1465mm. Chiều dài cơ sở cũng dài hơn ở mức 2850mm thay vì 2825mm như trên Camry. Phiên bản thể thao GT Line này K5 được trang bị bộ mâm 5 chấu kép 18 inch. Bên thân xe được trang bị gương chiếu hậu chỉnh trên gập điện tích hợp đèn báo rẽ và cảnh báo điểm mù. Hệ thống chiếu sáng phía trước sử dụng 3 bóng công LED projector, kết hợp cùng dải đèn định vị ban ngày dạng LED góc cạnh, hầm hố. Đuôi xe gây ấn tượng với cụm đèn hậu dáng dài, ôm trọn chiều ngang xe với các họa tiết bố trí lạ mắt. Bên trong nội thất của phiên bản K5 GT Line 2022 thể hiện rõ phong cách thiết kế hướng về người lái. Tổng thể trông trẻ trung, thể thao và năng động với tông màu chủ đạo đỏ trên đen. Vô lăng bọc da cao cấp thiết kế 3 chấu dạng cắt đáy đê cắt, tích hợp các nút bấm chức năng hai bên cùng logo GT Line nhận diện và tạo điểm nhấn. Phía sau vô lăng, K5 được trang bị cụm đồng hồ điện tử 12,3 inch với khả năng hiển thị đa thông tin. Thay đổi được chế độ, màu sắc theo các chế độ lái, giống như trên các mẫu xe đàn Anh Sorento và Carnival. Ghế lái chỉnh điện đa hướng có tính năng sưởi trên làm mát, nhớ vị trí ghế lái. Hàng ghế sau có không gian rộng rãi chuẩn đặc trưng của một chiếc sedan hạng D, được bổ sung thêm tính năng sưởi. Các tiện ích khác cao cấp cũng có sẵn như phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, sạc không dây, màn hình trung tâm dạng nổi kích thước 10,25 inch. Hỗ trợ kết nối Apple CarPlay trên Android Auto cùng hệ thống tâm thanh 12 loa Bose. Kia K5 GT Line 2022 được cung cấp sức mạnh nhờ động cơ Thayer 3.5 Li cho công suất tối đa 191 mã lực và 246 Nm xoắn cực đại. Sức mạnh truyền xuống cầu trước thông qua hộp số tự động 8 cấp. Về phần trang bị an toàn, K5 cũng có đầy đủ những tính năng cơ bản và cao cấp như 6 túi khí, phanh ABS, EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, camera 360, cảm biến trước hỗ trợ đỗ xe và cảm biến áp suất lốp. Kia K5 thực chất là Kia Optima, mẫu xe này trước đây không nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khách hàng Việt nên đã bị khai tử. Kia K5 GT Line 2022 là phiên bản cao cấp nhất cho dòng xe này với mức giá 1,029 tỷ đồng. Thấp hơn khá nhiều so với đối thủ Camry 2.5Q là 1,245 tỷ đồng. Hơn nữa, K5 còn có lợi thế khi lắp ráp trong nước nên được giảm 50% phí trước bạ, giúp chi phí lăn bánh thấp hơn đáng kể so với Toyota Camry, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Hứa hẹn sẽ phục thù cho Optima đã từng thất bại tại thị trường Việt. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.